Gia đình gốc Việt chia sẻ nỗi đau sau vụ tai nạn khi rời công viên quốc gia. Tên cướp xe hạ sát người phụ nữ châu Á bằng dây xiết cổ. Ba phụ nữ tấn công và cướp xe của một người đàn ông châu Á. Xác cô gái chết nhiều ngày trong bãi đậu xe ở khu đông người Việt được xác định danh tính. Kính chào quý vị đã đến với người Việt Weekly, Cảm ơn quý vị đã luôn theo dõi và ủng hộ. Sau đây là những tin tức liên quan đến người Việt ở Mỹ trong tuần. 5 người bị bắt sau khi phát hiện xác chết trong cốp xe Quận Winnet, Georgia, 5 người đã bị bắt giữ sau khi phát hiện một xác chết trong cốp xe ngoài một spa nổi tiếng tại quận Winnet dẫn đến một ngôi nhà kinh hoàng, nơi nạn nhân bị đánh đập và chết đói. Cảnh sát điều tra cho biết vào thứ Ba, khoảng 10 giờ 50 phút tối, có người gọi điện thoại báo cáo một xác chết trong cốt của một chiếc xe Jaguar màu bạc ngoài cơ sở spa và sông hơi Hàn Quốc Jeju. Vào thời điểm đó, các nhà điều tra không thể xác định giới tính của nạn nhân do quá trình phân hủy. Vào ngày thứ Năm, thông tin cho biết đã có bốn người bị bắt giữ và đối diện với các tội danh giết người, giam giữ trái phép, làm giả chứng cứ và che giấu cái chết. Họ được xác định là Jung Hyun Lee, Jung Ho Lee, Hyun Ji Lee và Ga Won Lee một thiếu niên 14 tuổi chưa được xác định danh tính cũng đã bị bắt giữ với tội giết người. Theo lệnh bắt giữ, nạn nhân được phát hiện chết trong cốc xe trước tiên đã bị đánh đập và chết đói trong vài tuần cho đến khi anh hoặc cô ấy cuối cùng qua đời. Hiện vẫn chưa rõ thời điểm nạn nhân qua đời. Cảnh sát điều tra tin rằng năm đối tượng đã đóng vai trò trong cái chết của nạn nhân và sau đó giúp che giấu xác trong bãi đậu xe của spa. Danh tính của nạn nhân vẫn chưa được công bố nhưng cảnh sát tin rằng các đối tượng có thể biết đến nạn nhân hoặc thậm chí có thể có mối quan hệ họ hàng với anh hoặc cô ấy gia đình gốc việt chia sẻ nỗi đau sau vụ tai nạn khi rời công viên quốc gia san jose california một gia đình vẫn đang hồi phục sau một vụ tai nạn đầy bi thương đã cướp đi ba sinh mạng khi họ đang rời khỏi công viên quốc gia yosemite Họ chia sẻ câu chuyện đau lòng này với hy vọng rằng mọi người sẽ học từ kinh nghiệm của họ và lái xe cẩn thận hơn trên những con đường uốn cong. Sự cố thảm khốc này xảy ra vào ngày 11 tháng 8 năm 2023, khi gia đình Quang Trần đang trên đường trở về San Jose sau một cuộc du lịch tại công viên quốc gia Yosemite. Họ đã bị một tai nạn giao thông đầy tồi tệ khiến ba người thiệt mạng. Quang Trần, người lái xe và gia đình của ông đã bị thương nặng vợ ông gãy xương sống và gặp nguy cơ nghiêm trọng đối với dây thần kinh của bà cả bố và mẹ của ông cũng bị tổn thương nặng ở phần ruột mẹ ông đã phải phẫu thuật cắt bỏ một phần ruột của mình để được cứu sống gia đình của quang trần đã được chuyển đến một bệnh viện và cha ông vẫn đang nằm viện một tháng sau tai nạn hiện tại quang trần đang đảm trách việc chăm sóc vợ hai con gái và gia đình của ông cơ quan cảnh sát đã xác định rằng tai nạn là lỗi của tài xế khác một quan chức thông tin công cộng của cơ quan này lưu ý rằng, mặc dù có đường nét đứt cho phép vượt qua, tài xế luôn phải chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn và rõ ràng trước khi thực hiện vụ vượt qua. Quan Trần khuyến cáo mọi người hãy luôn giữ an toàn khi lái xe. Ông cũng khuyến nghị cài dây an toàn đúng cách và đảm bảo rằng trẻ em cũng đã được cài dây an toàn một cách an toàn và chặt chẽ. Quan Trần đang gửi lời đề nghị tới cơ quan chức năng để kiểm tra lại đường kẻ vạch trên quốc lộ 4 đặc biệt là các vùng có giới hạn tốc độ là 65 dặm một giờ, gần các khúc cua trên núi. Ông hy vọng rằng những biện pháp bảo đảm an toàn sẽ được thực hiện để ngăn ngừa những thảm họa tương tự xảy ra trong tương lai. Tên cướp xe hạ sát người phụ nữ châu Á bằng dây xiết cổ Chicago, Illinois, một tên cướp xe được cho là đã giết một phụ nữ châu Á bằng cách sử dụng dây díp tai, sau đó để lại một lá thư trong xe bị cướp, Xin lỗi về tội ác lạnh lùng và gọi việc giết người đó là sự lựa chọn duy nhất của hắn ta. Trai Miller, 24 tuổi, đã bị bắt giữ khi đang lái chiếc Toyota của bà Ma Operio 3 giờ sau khi nạn nhân 61 tuổi được phát hiện vào ngày 30 tháng 8 với dây zip tay quấn quanh cổ, gây trở ngại cho hô hấp. Bà qua đời 4 ngày sau đó. Cơ quan chức năng đã thu giữ một con dao và lá thư xin lỗi. Tôi rất xin lỗi vì đã làm tổn thương bất kỳ ai đó là sự lựa chọn duy nhất. Tôi không muốn làm tổn thương người khác. Chưa bao giờ là điều tôi nghĩ đến cho đến khi nhận ra sự việc đã rồi. nghi phạm được cho là đã thú nhận tội ác và bị buộc tội về tội cố sát hạng nhất và cướp xe cùng lúc. Cảnh sát đã tìm thấy bà Operio bên ngoài ngôi nhà của bà chỉ vài phút sau 6 giờ 30 phút sáng với một dây zip tay quấn quanh cổ. Cảnh sát cắt bỏ dây và thực hiện hồi sức tim phổi trước khi chuyển nạn nhân đến bệnh viện nơi bà được đặt vào máy hỗ trợ cuộc sống cho đến khi qua đời 4 ngày sau đó. Người ta nói rằng khi con tôi nằm trên vỉa hè, cô ấy đã chết, Maria Gimeno, mẹ của Operio, cho biết. Họ đã hồi sinh khi đưa cô ấy đến bệnh viện và sau đó cô ấy đã bị thiếu máu não. Một nhân chứng báo cáo rằng ông nghe thấy tiếng kêu đau đớn từ xe của Operio trước khi thấy một người đàn ông mặc áo khoác màu đen đang ở trên người phụ nữ. Miller được cho là đã di chuyển sát nạn nhân sau khi buộc chặt dây díp tay và lấy đi xe hơi của bà khi cửa cốc vẫn còn mở vài giờ sau đó cảnh sát đã tìm thấy xe hơi của nạn nhân với Miller đang cầm lái anh ta được cho là đã thú nhận sau khi cảnh sát đọc cho anh ta quyền im lặng luật sư bào chữa công cộng của Miller nói rằng anh ta mắc chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương ba phụ nữ tấn công và cướp xe của một người đàn ông châu á chicago Illinois đang sinh si, một tài xế taxi, đã trải qua một trải nghiệm kinh hoàng. Ông đã bị một nhóm ba phụ nữ tấn công bằng gậy kim loại và cướp đi chiếc xe của mình. Sự việc này đã gây ra không chỉ sự mất mát của một phương tiện quan trọng mà còn khiến ông không còn khả năng làm việc, gây mất thu nhập đối với ông. Hình ảnh từ camera an ninh ghi lại khoảnh khắc nạn nhân, đang sinh si, đậu xe tại đường Tây 22 ở khu China Town và bắt đầu đi bộ dọc theo đường. Bất ngờ, ông đã bị tấn công bằng vũ khí và đẩy ngã xuống đất nơi ông bị đánh đập liên tục đang xin si kể lại họ nắm tôi lại họ gồm có ba người phụ nữ đánh đập tôi trong quá trình này chiếc chìa khóa xe đã bị lấy mất khỏi tay nạn nhân khi ông nằm trên đất cố gắng bảo vệ bản thân tôi có một chiếc chìa khóa và họ đã lấy chìa khóa của tôi ông nói tuy đăng xin si đã cố gắng ngăn chặn những phụ nữ này khi họ cố vào xe của ông nhưng ông không thể ngăn cản họ và họ đã lái xe bỏ trốn hiện tại vì đã mất xe nên ông không thể kiếm được bất kỳ thu nhập nào hiện tại tôi không có xe để lái tôi chỉ ở nhà vì tôi không có xe nhưng tuần tới tôi sẽ thử thuê một chiếc xe ông nói may mắn thay đang sinh si chỉ bị xước trên cơ thể và đã tránh được các vết thương nghiêm trọng trong vụ tấn công này tuy nhiên cảnh sát chicago cho biết chưa có bất kỳ vụ bắt giữ nào được thực hiện cho đến nay và họ đang tiếp tục điều tra sự việc này. Cuộc tấn công này xảy ra chỉ vài tuần sau khi thị trưởng Brandon Johnson, người đã lên nắm quyền sau thị trưởng Chicago trước đó Lori Lightfoot vào tháng 5, vẫn cố gắng kiểm soát tình hình tội phạm tại thành phố. Tổng số vụ án tội phạm ở Chicago cho đến nay trong năm nay đã tăng 34% so với năm 2022 và 82% so với năm 2021, đặt ra câu hỏi về an ninh và tình hình tội phạm tại thành phố này người đàn ông bị kết án 40 năm tù vì giết vợ bằng súng bắn đinh. Houston, Texas, một người đàn ông 65 tuổi, đã bị kết án 40 năm tù vì tội giết người sau khi cơ quan chức năng tuyên bố rằng ông ta đã giết vợ mình bằng một khẩu súng bắn đinh, thông tin được văn phòng công tố viên quận công bố vào ngày thứ Năm. Vụ án xảy ra vào ngày 10 tháng 1 năm 2022, tại ngôi nhà của Lâm Trần. Cảnh sát đã đáp ứng cuộc gọi 911 và tìm thấy bà Mi Đặng, 49 tuổi, đã chết trong một vũng máu của mình. Tại hiện trường, cảnh sát đã phát hiện rằng bà Mi Đặng đã bị đánh đến chết bằng một khẩu súng bắn đinh nặng dùng với khí nén. Các cơ quan chức năng nói rằng Lâm Trần cố gắng tự tử bằng cách tự bắn mình bằng khẩu súng bắn đinh sau khi giết vợ. Ông đã gửi tin nhắn tạm biệt cho người thân trước khi cố gắng tự tử. Công tố viên quận Kim Ốc nói, đây là một vụ giết người kinh hoàng và nó làm tăng sự nhấn mạnh về thời điểm nguy hiểm nhất cho một người phụ nữ bị đánh đập khi họ cố gắng rời khỏi mối quan hệ. Nguyên nhân duy nhất khiến nạn nhân bị giết chết là vì ông ta không thể chấp nhận mất kiểm soát đối với bà. Sau vụ án này, Lâm Trần đã được đưa đến bệnh viện bằng chuyến bay cứu thương. Các cơ quan chức năng tiết lộ rằng bà Mi Đặng đã di cư từ Việt Nam đến Minnesota trước khi chuyển đến Houston để kết hôn với Lâm Trần. Cặp đôi này cùng làm việc tại một nhà máy sản xuất thiết bị máy lạnh và đã kết hôn trong khoảng 6 đến 7 năm. Tuy nhiên, mối quan hệ của họ đã leo thang thành một chu kỳ bạo lực gia đình. Trợ lý công tố viên cho biết, họ đã được sắp xếp tham dự phiên tòa để đề xuất một lệnh bảo vệ vào ngày hôm sau và phản ứng của ông là nếu ông không thể ở bên bà ấy thì không ai được ở bên bà ấy. Báo cáo cho biết rằng Lâm Trần đã thừa nhận tội giết người vào đầu năm nay trong một cuộc điều tra trước tuyên án xác cô gái chết nhiều ngày trong bãi đậu xe ở khu đông người Việt được xác định danh tính. Houston, Texas, một thi thể trong tình trạng phân hủy nặng nề được tìm thấy trong một bãi đậu xe của một trung tâm mua sắm ở phía tây nam thành phố đã được xác định là của một phụ nữ đã mất tích trong vòng 2 tuần. Brioni Amado, dì của nạn nhân, 22 tuổi Monica Ancanta, cho biết rằng cháu gái của bà cuối cùng được thấy khi rời khỏi căn hộ Lê Quốc vào ngày 26 tháng 8. Gia đình An đã báo mất tích của cô cho cảnh sát vào ngày 30 tháng 8, và vào chiều thứ ba, cuộc tìm kiếm đã kết thúc. Mọi người cần dừng việc tìm kiếm vì cô ấy đã được tìm thấy, Amado nói trong nước mắt. Vào ngày Chủ nhật, thi thể của An ta được tìm thấy trên ghế lái của xe hơi của cô trong một bãi đậu xe tại Đung Hoang Plaza. Cảnh sát cho biết không có dấu hiệu rõ ràng về vết thương hoặc hành vi đồi trụy. Nguyên nhân và cách chết vẫn chưa được xác định nhưng có một người mà các nhà điều tra muốn tìm thấy. Cảnh sát đã phát hình ảnh giám sát của một người đàn ông và chiếc xe của anh ta. Hình ảnh được thu thập từ cùng bãi đậu xe mà An Cang ta được tìm thấy. Lý thuyết là anh ta sẽ là người cuối cùng thấy cô ấy, Amado nói. Người đó nên bước ra và nên cho biết nếu họ có bất kỳ liên quan nào. Amado cho biết An Cang ta bị thương trong quân đội nhưng hy vọng sẽ trở lại một ngày nào đó. Cô làm việc trong lĩnh vực bán lẻ và trong thời gian cô mất tích, gia đình hy vọng rằng cô chỉ đang nghỉ ngơi. Thực tế đã làm họ đau đớn. Họ không biết điều gì đã xảy ra với cô. "Việc xử lý sẽ mất thời gian, nhưng chúng tôi sẽ nhớ về cô ấy trong cuộc sống, không phải trong cái chết." Amado nói. Cảnh sát cho biết người này có thể là người da trắng hoặc người Mỹ Latin. Mọi người có thông tin về người này hoặc vụ án được kêu gọi liên hệ với cảnh sát qua số điện thoại 713 308 3600 Tìm kiếm nghi phạm hành hung người đàn ông châu Á. Brooklyn, New York, đội cảnh sát đặc nhiệm chống tội phạm thù địch vừa phát hình ảnh mới về một nghi can bị buộc tội tấn công thù địch tại Prospect Park ở quận Brooklyn. Theo lời của cảnh sát, người trong hình đã la hét các lời lẽ phân biệt chủng tộc với một người đàn ông gốc Á, sau đó đã tấn công ông ta bằng một cái gậy nhiều lần trước khi bỏ chạy. Vụ việc này diễn ra gần đó vào buổi trưa ngày thứ Bảy. Hiện nay, đội cảnh sát đặc nhiệm chống tội phạm thù địch đã tiến hành điều tra để xác định danh tính và bắt giữ nghi can này. Bất kỳ ai có thông tin về vụ việc được kêu gọi liên hệ với các nhà điều tra. Có thể gọi điện thoại tới đường dây nóng Tram Stopper tại số 1800 577 8477. Tiệm làm móng bị đột nhập lần thứ tư, đề xuất tiền thưởng cho thông tin dẫn đến bắt giữ. Milwaukee, quyết Con Sinh, chủ của một tiệm làm móng đang cảm thấy thất vọng khi phải đối mặt với việc ai đó đã xâm nhập vào doanh nghiệp của ông lần thứ tư trong năm nay. Nhan đi Ashley Pierre, một khách hàng lâu năm của tiệm nói, tôi đã đến đây trong 5 năm, tiệm làm móng là nơi để thư giãn, phục vụ rất tốt, tôi cảm thấy thoải mái ở đây. Tuy nhiên, Ashley Pierre cảm thấy không thoải mái sau những gì xảy ra vào ngày thứ sáu, ngày 8 tháng 9 một điều tôi không thể chấp nhận là vụ trộm, bà nói. Ngày thứ sáu, một tên trộm đã đột nhập vào sung Nail and Spa. Hình ảnh giám sát cho thấy người này đã liên tục ném vật gì đó vào cửa kính, đấm và đá, kéo và giật, một cuộc chiến để xâm nhập. Brian Hồ, chủ tiệm, nói đó đã là lần thứ tư xâm nhập trong chưa đầy một năm. Mỗi lần xảy ra, đó là một số tiền lớn đối với tôi ông cũng tin rằng đó có thể là cùng một người đã thực hiện tất cả bốn lần trước đó brian hồ nói rằng ông phải thay thế cửa và cho biết rằng tên trộm không lấy nhiều tiền mặt vì họ không giữ nhiều tiền trong tiệm họ chỉ lấy đi một số nguyên liệu và một số thứ nhỏ ông nói kẻ trộm cuối cùng đã lách qua cửa kính để trốn thoát và tất cả nhân viên và khách hàng của tiệm đều hy vọng rằng cảnh sát sẽ nhanh chóng bắt được người gây ra sự hủy hoại này bạn không thể làm những điều như thế này trong cộng đồng, Ashley PE nói. Chủ tiệm làm móng đã nộp báo cáo cho cảnh sát và đề xuất một khoản thưởng tiền mặt trị giá 500 đô la cho thông tin dẫn đến việc bắt giữ tên trộm. Phụ nữ gốc Á 82 tuổi bị tấn công với hơi cay và gậy trên đường. Las Vegas, Nevada, cảnh sát đô thị Las Vegas đang tiến hành điều tra một vụ tấn công đáng sợ đã xảy ra với một phụ nữ gốc Á 82 tuổi trong đó bà bị xịt hơi cay và bị đánh đập bằng một cây gậy. Cảnh sát xác định sự việc này là hành vi đánh đập giả mang với vũ khí chết người đối với người cao tuổi. Những người hàng xóm đang bày tỏ lo ngại rằng phụ nữ lớn tuổi này có thể đã bị nhắm đến mục tiêu. Sự việc kinh hoàng diễn ra vào khoảng 1 giờ 30 phút sáng tại gần ngã tư đường Fremont và đường số 9 nằm trong trung tâm thành phố Las Vegas những người chứng kiến cho biết phụ nữ sống trong khu vực và ra ngoài đường để mua đồ ăn nhẹ cho vợ chồng bà vào ban đêm. Một số người chứng kiến kể lại rằng họ đã nghe kẻ tấn công nói về Chúa và sau đó họ thấy hắn ta xịt hơi cay lên nạn nhân. Lúc đó, một người chứng kiến đã bắt đầu quay video sự việc và trong đoạn video ghi lại cảnh người đàn ông đánh đập phụ nữ bằng một cây gậy. Tiếng la hét và những người hàng xóm trên ban công của họ hét lên, dừng lại. Ngay sau khi gọi 911, những người chứng kiến đã đến gần để giúp đỡ phụ nữ. Chúng tôi thấy nạn nhân ngồi trên vỉa hè và có nhiều xe cảnh sát đang hỗ trợ. Bà ấy bị thương rất nặng, một người chứng kiến cho biết. Nạn nhân đã được chuyển đến bệnh viện địa phương để điều trị. Rất nhiều người hàng xóm không muốn xuất hiện trên camera hoặc tiết lộ danh tính, lo ngại rằng kẻ tấn công có thể quay trở lại và đánh họ tiếp theo. Tình hình người vô gia cư và người bị bệnh tâm thần lưu lạc trên đường đã tăng lên, và có người đã bày tỏ lo sợ khi đi ra ngoài trong bóng đêm, nhưng một số người cũng cho biết họ chưa bao giờ chứng kiến một vụ tấn công độc ác đến vậy. Tôi tin rằng phụ nữ lớn tuổi này đã bị tấn công vì bà ấy là một mục tiêu dễ dàng và có vẻ tấn công vào cộng đồng người gốc Á đã tăng lên sau đại dịch Covid, một người chứng kiến lưu ý một người hàng xóm khác thể hiện sự lo ngại về sự bạo lực một phần là do động cơ chủng tộc và mục tiêu dễ dàng chưa bao giờ có ai thử làm như vậy với tôi người hàng xóm nam nói hai người trẻ tuổi qua đời trong vụ tai nạn mô tô thương tâm đi cấp cao tỳ georgia một người đàn ông và một phụ nữ đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn giao thông đáng tiếc xảy ra vào thứ sáu tuần trước tại quận đi cấp cảnh sát đã công bố thông tin về sự việc cho biết rằng cả hai nạn nhân đã bị thương nặng sau khi chiếc xe máy mà họ đang đi bị liên quan đến một vụ va chạm với một phương tiện khác trên một con đường địa phương. Sự kiện đáng buồn này diễn ra vào khoảng 8 giờ 30 phút tối, khi các sĩ quan cảnh sát của Sở Cảnh sát quận Đi Cáp đã nhận được cuộc báo cáo về tai nạn. Họ đã đến ngay tại hiện trường và gặp tình huống đầy khẩn cấp. Chiếc xe máy và phương tiện khác đã bị hỏng nát giữa đường, và cả nam và nữ nạn nhân đều bị văng ra xa khỏi xe máy. An Phạm Nguyễn, một phụ nữ 28 tuổi, đã bị tìm thấy tử vong tại nơi vụ tai nạn xảy ra. Trong khi đó, người đàn ông 20 tuổi, Lan Đơn Hon, sau khi được sơ cứu, đã được đưa đi viện với những vết thương nguy hiểm đến tính mạng và rồi đã qua đời sau đó. Theo thông tin từ cảnh sát, Lan Đơn Hon đang lái chiếc xe máy trong khi An Phạm Nguyễn ngồi phía sau. Hiện chưa có thông tin từ cảnh sát về việc tài xế của phương tiện khác có đối mặt với bất kỳ cáo buộc tiềm năng nào trong vụ tai nạn này. Thợ massage bị buộc tội tình dục trong lúc thực hiện massage cho khách hàng nữ. Aspen, vợ di nhà, một thợ massage 54 tuổi có tên là Su Dong Jin bậc Hu, đã bị cảnh sát bắt giữ và buộc tội về tội phạm tình dục, mà theo cảnh sát, đã xảy ra trong quá trình ông ta đang thực hiện massage cho một khách hàng nữ. Sự việc xảy ra vào ngày 31 tháng 7 tại Relax Spa, địa chỉ trên đường Aspen ở Aspen. Dinh Bật Hu đang bị giữ tại trung tâm giam giữ người trưởng thành quận Lâu Đoan và không được phép đặt tiền bảo lãnh tại ngoại. Lệnh bắt hai bị cáo liên quan đến trang trại trồng cây cần sa. Waurika, Oklahoma, hai nghi phạm Thịnh Nguyễn và Han Lee An Cao đang đối mặt với lệnh bắt sau khi bị buộc tội đầu tư vào một trang trại trồng cây ma túy cần sa bất hợp pháp tại Guarica. Cả hai đều đối diện với các tội danh nghiêm trọng liên quan đến sản xuất và buôn bán chất ma túy bất hợp pháp. Theo tài liệu từ tòa án, một điều tra viên của cảnh sát đã tiến hành liên hệ với quan chức của cục ma túy Oklahoma để báo cáo về một trang trại trồng cây ma túy bất hợp pháp ở California được cho là có liên quan đến hoạt động của một doanh nghiệp tại Guarica. Các điều tra viên đã xác định rằng doanh nghiệp này có nhiều không đồng nhất trong hồ sơ của họ, trong đó bao gồm giấy tờ cho thấy rằng cây ma túy đã được chuyển đến một doanh nghiệp đã đóng cửa hơn một năm trước đó. Khi thực hiện lệnh tìm kiếm tại trang trại trồng cây, đã được phát hiện hơn 1.000 cây ma túy cần sa và hơn 1.000 bao hoa và thân cây đã được cắt. Hiện tại, Thịnh Nguyễn và Hang Ly An Cao đã bị xác định là những người đầu tư vào hoạt động này và đang bị truy nã để bắt giữ. Sĩ quan cảnh sát nói những lời không tôn trọng sau vụ tai nạn giao thông gây chết người. Seattle, Washington, một sĩ quan cảnh sát đã đi với tốc độ 74 dặm mỗi giờ trước khi chiếc xe cảnh sát của họ đâm và làm chết Giahavi Candula, 23 tuổi, tại một giao lộ vào tháng 1. Sĩ quan này không bị buộc tội và họ đang đáp ứng cuộc gọi khẩn cấp và đang ở trong khu vực có tốc độ giới hạn là 25 dặm mỗi giờ vào thời điểm xảy ra tai nạn. Theo báo cáo, Candula đã có quyền ưu tiên và bị xe cảnh sát đâm với tốc độ khoảng 63 dặm mỗi giờ. Trong đoạn video từ camera đeo trên người được công bố vào thứ hai, sĩ quan Seattle Daniel Alder, người không tham gia vào va chạm vào tháng 1, đã được ghi lại trong video nói, cô ta đã chết và cười khi đang nói chuyện điện thoại. Cô ta 26 tuổi, Alder nói trong video. Cô ta không có giá trị gì. Alder là phó chủ tịch của Hội đồng Cảnh sát Seattle, hội đồng công đoàn cảnh sát lớn nhất ở vùng Tây Bắc. Cảnh sát cho biết một nhân viên của sở đã xác định được đoạn video từ camera đeo trên người và đã thông báo về lo ngại của họ đến lãnh đạo. Cơ quan quản lý cảnh sát đang điều tra đoạn video này. Trong khi bất kỳ sự cố nào đáng quan ngại của công chúng đang được xem xét bởi cơ quan quản lý cảnh sát, không có sĩ quan nào của thành phố nên bình luận, dù ở tư cách chính thức hoặc cá nhân. Sở cảnh sát cho biết trong một bài đăng vào buổi chiều thứ hai: "Nhận thấy sự quan ngại của công chúng về đoạn video này, chúng tôi đang công bố đoạn video này với mục tiêu minh bạch, nhưng tuân theo pháp luật của thành phố." Trong một tuyên bố, gia đình của Kang Dula nói: thực sự đáng lo ngại và đau đớn khi nghe các bình luận về cái chết của Gia Ha Vi từ một sĩ quan cảnh sát trên đoạn video từ camera đeo trên người. Gia Vi là một người con gái yêu thương và không thể đo bằng bất kỳ giá trị nào đối với mẹ và gia đình cô ấy. Chúng tôi mạnh mẽ tin rằng mọi cuộc sống con người đều không thể đo được và không nên bị coi thường, đặc biệt trong lúc mất mát thảm khốc này. Trong một tuyên bố, các đồng chủ tịch của Ủy ban Cảnh sát Cộng đồng gọi cuộc trò chuyện được ghi âm là đau lòng và cực kỳ thiếu nhạy cảm. Một chuyên gia nhận dạng ma túy đã đến hiện trường và không phát hiện dấu vết ma túy ảnh hưởng đến sĩ quan gây tai nạn. Tù nhân trốn thoát bằng chăn để leo xuống cửa sổ bệnh viện, được tìm thấy ngủ trên ghế sofa của bạn sau một tháng. New York City, tù nhân trốn thoát, gian chân chen đã bị bắt sau một tháng lẫn trốn và được phát hiện đang ngủ trên ghế sofa của một người bạn vào thứ ba. Giang Chân Chen, một người đàn ông 44 tuổi, cao 6 feet 3 và nặng 250 pounds, đã thực hiện một cuộc trốn thoát mạo hiểm từ bệnh viện vào ngày 9 tháng 8 bằng cách buộc chăn lại với nhau và leo xuống cửa sổ tầng 5. Nghi phạm lúc đó được cho đi tắm trong khi nhập viện để điều trị vì đau ngực. Sau khi leo xuống bệnh viện, Giang Chân Chen đã bắt một chuyến xe taxi rồi biến mất. Khi bị phát hiện, ông ta hầu như không thể nói chuyện và đang ngủ trên ghế sofa tại một căn hộ tầng 2 ở Quynh vào sáng thứ ba, chỉ cách nơi ông ta sống chỉ có nửa dặm. Không rõ điều gì đã đưa cảnh sát tới, nhưng Giang Chân Chen bị thương rất nặng khi cảnh sát tìm thấy và ông ta đã xin được đưa trở lại bệnh viện. Giang Chân Chen đã bị bầm tím ở xương sườn sau khi rơi từ tầng 5 vào ngày 9 tháng 8. Nghi phạm đã bị bắt vào ngày 31 tháng 7 vì tội sở hữu chất cấm ông ta đang đợi ngày ra tòa được định vào cuối tháng. Ba vụ trộm vào chùa ở nhiều nơi trong vòng hai tháng. Fresno, California, cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra vụ trộm thứ ba tại một ngôi đền Phật giáo trong chưa đầy hai tháng. Vụ việc mới nhất xảy ra tại chùa Thiên An. Cảnh sát cho biết ba người đàn ông đã xâm nhập vào khuôn viên chùa một người trong số họ đã ở lại với phương tiện trốn thoát trong khi hai người còn lại đã vào bên trong và cũng đi một số tiền không xác định hình ảnh hai trong số các nghi can đã được camera giám sát ghi lại rõ ràng nhưng không có hình ảnh của người lái xe trốn thoát một trong số những nghi can được mô tả có một hình xăm ở bên trong cánh tay trái anh ta cũng có một hình xăm ở phần trên cánh tay phải và bên ngoài cánh tay phải một thành viên của chùa đã phát hiện ra nhóm người này và quay lại video về phương tiện của họ. Đó là một chiếc xe màu tối, và là mẫu xe mới. Xe SUV này có biển số giả, bao gồm 8 ký tự. Vào ngày 30 tháng 8, ba phụ nữ và một người đàn ông đã trộm hơn 10.000 đô la tiền mặt, vàng và thiết bị điện tử tại đền Phật Ratanaram ở Rockford, Illinois. Và vài tuần trước đó, một nhóm phụ nữ đã trộm 6.000 đô la tại Học viện Phật giáo Vô Biên Lành ở Spokane, Washington vào ngày 13 tháng 8. Hiện không có thông tin nào cho thấy rằng ba vụ việc này có liên quan đến nhau. Cơ quan chức năng tiến hành tìm kiếm sự giúp đỡ để xác định người phụ nữ từ hộp sọ được tìm thấy trên đường. Bessa County, Texas, Văn phòng cảnh sát hiện đang tìm kiếm sự hỗ trợ để xác định danh tính của một người phụ nữ có liên quan đến một hộp sọ bí ẩn được tìm thấy gần con đường 90 và đường 1604 vào ngày 23 tháng 12 năm 2022. Sự phát hiện đáng sợ này đã được một gia đình tìm thấy khi họ dừng lại để nhặt một số hàng hóa bị rơi ra khỏi xe của họ trong khu vực cỏ cây. Thượng úy Javier Salazar đã chia sẻ thông tin trong cuộc họp báo vào thứ năm rằng có sự tiến triển mới trong việc xác định danh tính của người liên quan đến hộp sọ. Đội chuyên môn phân tích hình sự của Đại học Bắc Texas và Bộ cảnh sát công cộng Texas đã hỗ trợ trong việc vẽ hình và xác định danh tính vào cuối thứ tư. Theo thượng úy Salaza, dựa vào các phân tích ban đầu, hộp sọ có thể thuộc về một phụ nữ gốc châu Á hoặc Hispanic, trong độ tuổi từ 20 đến 35. Các quan chức cũng đã tiết lộ rằng hộp sọ không được lấy từ một ngôi mộ và đã ở ngoài ít nhất 2 năm trước đây. Tuy nhiên, không có bất kỳ phần cơ thể khác của người phụ nữ được tìm thấy trong khu vực vào đêm đó và cảnh sát vẫn chưa đưa ra thông tin về nguyên nhân gây ra cái chết của người phụ nữ. Mặc dù không có dấu hiệu rõ ràng về chấn thương, nhưng cơ quan chức năng sẽ tiếp tục điều tra dữ liệu ADN thông qua cơ sở dữ liệu. Các quan chức khuyến nghị công chúng gọi điện thoại cho cơ quan chức năng theo số 210-335-6000 nếu hình vẽ của nghệ sĩ trông quen thuộc hoặc bất kỳ gợi ý nào có thể giúp trong việc xác định danh tính của người phụ nữ này. Kính thưa quý vị, bản tin của người Việt Ly đến đây là kết thúc. Để không bỏ lỡ video mới, quý vị hãy nhấn vào nút đăng ký kênh và nút chuông để lại lời bình luận về những sự việc xảy ra tại nơi mình đang sinh sống cho mọi người cùng biết. Chương trình sẽ được phát vào tối thứ năm hàng tuần. Chúc quý vị có một ngày vui vẻ và bình an.